Giang Cát, Trinamen, Việt ôm nhau đầy tình cảm, lưu luyến chia tay. Sau màn ăn mừng nhanh tại chỗ, tất nhiên không thể không có bữa tiệc đóng máy thật chỉnh chu cho một chương trình giải trí được yêu thích nhất hè này. Chạy đi chờ chi, Trinamen Việt Nam kết thúc mùa đầu tiên với tập 15 đầy cảm xúc, phát sóng vào tối thứ Bảy 20 tháng 7 vừa qua. Sau những phút giây gây cứng, hồi hộp xen lẫn hài hước trong cuộc đua cuối cùng, truy tìm người mạnh nhất với chiến thắng thuộc về Ninh Dương Lan Ngọc. Đoạn cuối của tập 15 còn đưa đến sự xúc động khi điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ và những kỷ niệm đẹp trong suốt 3 tháng vừa qua mà cả cast, ekip lẫn khán giả không thể nào quên. Kết thúc trận chiến cuối cùng vừa ướt do trời mưa, vừa mệt vì đã lăn xả hết mình. Cả 7 thành viên cùng đội ngũ thực hiện vẫn muốn nắng lại cùng nhau chia sẻ lời cảm ơn và chúc mừng một mùa thật thành công tốt đẹp. Những hình ảnh hậu trường tại Nha Trang đã bật mí toàn cảnh ăn mừng đóng máy, vừa vui vẻ nhưng cũng không kém phần xúc động. Đầu tiên là sau trận xé bản tên cũng như tặng quà cho Ninh Dương Lan Ngọc, mọi người đã cùng nhau khui rượu chúc mừng sớm. Tất nhiên cũng không thiếu phần chụp ảnh lưu niệm trong chiếc áo Trinamen lần cuối cùng của mùa 1. Sau màn ăn mừng nhanh tại chỗ, tất nhiên không thể không có một bữa tiệc đóng máy thật chỉnh chu cho một chương trình giải trí được yêu thích nhất hè này. Trong không gian sang trọng của nhà hàng tại khu nghỉ dưỡng Nha Trang, không còn nhiệm vụ công việc căng thẳng nữa mà đội ngũ sản xuất từ quay phim biên kịch, điều phó đến các nghệ sĩ từ Việt Nam, Hàn Quốc đều cùng nhau trò chuyện rôm rã, cạn ly chúc mừng và trao nhau những cái ôm tình cảm. Chun Phạm còn từng bật mí trong buổi tiệc này vì quá xúc động, xen lẫn buồn vì phải chia tay mọi người, anh chàng đã uống khá nhiều và có nhiều hành động mất hình tượng. Không chỉ cùng nhau ăn uống chúc mừng, mọi người còn khá bất ngờ khi khủng long Trấn Thành vô cùng tâm lý, đến trao tận tay từng người món quà lưu niệm là một chiếc ly, có in hình 7 thành viên chạy đi chờ chi, mà anh đã bí mật chuẩn bị. Và hơn cả một món quà lưu niệm với đội ngũ sản xuất SBS Hàn Quốc, đây còn là món quà cảm ơn từ Việt Nam và gợi nhớ kỷ niệm đẹp khi đến Việt Nam, cùng các nghệ sĩ Việt Nam kề vai sát cánh hơn 6 tháng, tạo ra một chương trình quá thành công và thú vị, ai ai cũng đều yêu thích. Hình ảnh chia tay đầy cảm xúc luyến tiếc đã cho thấy sự gắn bó yêu thương và thấu hiểu nhau một cách chân thật giữa toàn bộ đội ngũ sản xuất và các nghệ sĩ. Có lẽ đây chính là chìa khóa thành công cho Chạy đi chờ chi mùa đầu tiên, sẵn sàng cho các mùa tiếp theo cùng mang đến tiếc cười và những phút giây sảng khoái cho tất cả mọi người.